Thưa quý khán giả, ngày 1 tháng 11, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh tổ chức họp mặt kỷ niệm 46 năm ngày thành lập, 1 tháng 11 năm 1977, 1 tháng 11 năm 2023. Tham dự buổi họp mặt có lãnh đạo, cán bộ, người lao động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh qua các thời kỳ. Tại đây, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống và những thành tựu nổi bật mà Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã đạt được trong 46 năm qua. Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, tiền thân là Đài Phát thanh tỉnh Tây Ninh, phát sóng lần đầu tiên vào ngày 1 tháng 11 năm 1977. Lúc đầu, điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, kinh phí hoạt động hạn hẹp, trang thiết bị cũ kỹ, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, nhân lực thiếu về số lượng và hạn chế chuyên môn nghiệp vụ. Trải qua 46 năm hoạt động, đến nay Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đã có những tiến bộ vượt bậc về cơ sở vật chất, nhân lực, chất lượng hiệu quả các chương trình thông tin giải trí không ngừng được nâng lên, phản ánh kịp thời sinh động các mặt của đời sống xã hội và những thành tựu trong quá trình phát triển của tỉnh cũng như của đất nước. Xứng đáng là cơ quan ngôn luận thực hiện nhiệm vụ chính trị, văn hóa, tư tưởng sắc bén của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh và là diễn đàn quan trọng của nhân dân trong tỉnh. So với cách đây 46 năm thì bây giờ nó vượt quá xa. Bây giờ nó tiến bộ rất là nhiều và tiến bộ trên nhiều mặt. Tiến bộ về mặt chất lượng, về cái hàm lượng thông tin của tất cả mọi chương trình, rồi về vấn đề kỹ thuật, rồi vấn đề cơ cấu chương trình, rồi bố trí cho những cái chương trình, cho những cái giờ giấc, nó cũng tương đối là thích hợp, thì chú rất là mừng, phấn khởi. Là một thế hệ trẻ tiếp nối những thành quả mà các cô chú anh chị đi trước để lại. Với tôi là ở vị trí là một kỹ thuật viên, thì tôi luôn cố gắng tìm tòi học hỏi những cách thức dựng để dựng những thước phim tốt nhất, những tin phóng sự hay nhất và truyền tải một cách dễ hiểu nhất đến quý khán thính giả. Trước đó, Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao dành cho cán bộ, viên chức, phóng viên, biên tập viên và người lao động như giải bóng chuyền hơi nam nữ tranh tài giữa các phòng ban chuyên môn của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh và giải thi hát karaoke về chủ đề ca ngợi Đảng, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Bác Hồ. Khác với trên màn ảnh là những nhà báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên, những người giỏi chuyên môn nghề nghiệp mà công chúng thường thấy. Tại các hoạt động đã mang đến khía cạnh khác của bản thân là những vận động viên, ca sĩ nhiệt tình, khéo léo và năng động. Kết quả chung cuộc, đội phòng tổ chức quảng cáo đạt giải nhất cuộc thi bóng chuyền hơi tại hội thi hát karaoke giải nhất thuộc về cặp thí sinh Vương Uyên, Thúy Vy,